bạn đang góp phần xây dựng một cộng đồng nơi có nhiều cơ hội đang được mở ra. Trước khi bắt đầu, tôi cần tất cả sự giúp đỡ của bạn. Stockholm, tháng 1 năm 2019, sự khởi đầu của một cuộc cách mạng. Rao Quan ra mắt với tầm nhìn giúp mọi người trên toàn cầu tiếp cận với một tương lai kỹ thuật số tươi sáng và xây dựng một nền tảng vững chắc. Nhóm Rao Quan đã phát triển mạnh mẽ bằng việc bổ sung thêm các đồng nghiệp ở Penang, Medina, Tây Ban Nha vào đầu năm 2019. Vào tháng 10 năm 2019, Rao Quan đã tổ chức chuyến hành trình đầu tiên. Chúng tôi đã lập biểu đồ cho khóa học mở rộng toàn cầu. Vào tháng 11 năm 2019, Rao Quan đã tổ chức một sự kiện cực lớn ở Johannesburg, Nam Phi. Bầu không khí cực kỳ sôi động. Động lực tiếp tục tăng tốc vào năm 2019 với việc khai trương văn phòng Rao Quan thứ ba tại Madrid, Tây Ban Nha, ngay trước khi đại dịch đóng cửa toàn thế giới. Tháng 4 năm 2020, sự kiện trực tuyến lớn nhất chưa từng có của ngành công nghiệp được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển. Tiếp theo là 25 sự kiện quan trọng nhất mà thế giới chưa từng diễn ra, với hơn 250 triệu người xem. Ấn phẩm hàng đầu trong ngành Business Forum xếp hạng Rao Quan trong số những người đại diện, được đề xuất là những công ty bán hàng trực tiếp phát triển nhanh nhất trên thế giới, một sự chứng thực cho sức mạnh to lớn của chúng ta. Không dừng lại ở đó, Rao Quan vẫn đang tiếp tục phát triển và phát triển. Mr. Plus đã sẵn sàng để chiếm lĩnh thế giới trò chơi di động như một cơn bão và Rao Quan ở ngay đó, cung cấp truy cập cho nền tảng trò chơi thú vị này. Sau đó, đại dịch ập đến, nhưng Rao Quan vẫn tiếp tục phát triển. Khi đến lúc phải tập hợp lại, chúng tôi đã tổ chức sự kiện trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Công nghệ của Dubai vào tháng 2 năm 2021. Tại Rao Quan, chúng tôi tin tưởng vào con người và khả năng học hỏi mạnh mẽ. Thông tin là sức mạnh. Vì vậy, thật tự hào khi chúng tôi ra mắt Mindo, cổng thông tin giáo dục và tự cải tiến của chúng tôi, vào tháng 3 năm 2021. Tiếp theo đó là một sự kiện lớn tại La Belie ở Dubai vào tháng 5 năm 2021. Hàng ngàn thành viên của Rao Quan đã có mặt để chứng kiến sức mạnh về tương lai tươi sáng của chúng ta. Bây giờ chúng tôi là đám đông lớn nhất và nhanh nhất ngoài kia, Rao Quan. Vào tháng 9 năm 2021, Rao Quan đã thực sự vươn ra toàn cầu với việc khai trương văn phòng công nghệ và trung tâm xã hội rộng 40.000 m2 tại Dubai. Quỹ đạo của Rao Quan cho thấy sự phát triển. Tháng 11 năm 2021, chứng kiến sự ra mắt của trò chơi chiến lược trực tuyến thú vị nhất thế giới, Planet IX. Việc ra mắt trò chơi dựa trên tiền điện tử này đã mang lại cho các thành viên Rao Quan sức mạnh để làm việc với trò chơi NFT, chơi để kiếm tiền nổi bật nhất trên thế giới, hiện là số 1 trên Polygon Blockchain. Trong một động thái rất được mong đợi, Rao Quan giới thiệu Metaverse vào tháng 4 năm 2022. Trò chơi giao dịch ảo rất riêng của mình kết hợp Metaverse, Crypto và Web3. Metaverse hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi game vượt trội, đó là tương lai kỹ thuật số trong một trò chơi. Vào tháng 7 năm 2022, Rao Quan đã tổ chức sự kiện màn hình xanh khai mạc Into the Metaverse với phạm vi tiếp cận chưa từng có trên toàn cầu. Sự kiện này đã chứng minh cho các chi nhánh thấy sức mạnh thực sự của Rao Quan. Việc mở rộng toàn cầu đang trở thành hiện thực với việc khai trương văn phòng Rao Quan tại Singapore vào tháng 9 năm 2022. Thị trường châu Á đang phát triển. Hiện có một trung tâm dành cho các cuộc họp, đào tạo, kết nối mạng và thư giãn. Không chỉ trở nên thú vị hơn, mà vào tháng 11 năm 2022, Rao Quan đã công bố gói khởi động Element Starter mới siêu mạnh mẽ của mình, giúp các chi nhánh trở thành những người tiên phong thực sự trong thế giới kỹ thuật số mới. Tháng 11 năm 2022, đồng thời chứng kiến sự ra mắt của bộ sưu tập Rao Quan NFT độc quyền, với quyền sở hữu thực sự trong công ty tiếp thị mạng hàng đầu thế giới. Và bây giờ, Rao Quan đang thực sự phát triển vượt bậc. Khi chúng tôi thông báo về sự xuất hiện sắp xảy ra của mã thông báo C1 mạnh mẽ của chính chúng tôi, cùng với hệ thống ví điện tử toàn cầu liên kết C1, sẽ mang đến cho tất cả các thành viên trên toàn thế giới cơ hội tham gia số 1 vào thế giới Web3 và Metaverse. Rao Quan đã tiến xa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tất cả là nhờ cộng đồng tuyệt vời của chúng ta, đám đông của chúng ta.
Và bây giờ, chúng ta bước vào năm thứ tư của Rao Quan. Năm 2023, chúng tôi đã sẵn sàng tung hoành với các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số và kế hoạch trả thưởng tốt nhất trên thế giới sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Hãy cùng nhau phát triển trong năm 2023.